và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Shadowfire 2 cùng mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đánh sang Butcher. Bây giờ chúng ta còn Warp, Widow và Shogun thì chúng ta sẽ đến với Titan. Damn. Dạy. Quá nặng. Thực ra thì Challenger với cả ấy thì vẫn đang hot. Để mình nâng cấp các vũ khí lên. Một đánh boss thì chúng ta chắc chắn phải cần cái Moon Saber, không thể nào thiếu được cái em yêu này. Và thêm cả bom nữa. Bom đâu? Lip Steel thì không cần, mình cần bom, rất là bom. Vì không đánh, nếu mà không đánh được thì bom sẽ nổ hộ. Giáp Iron Man à? Giáp ong à? Upgrade cho nó lành. Rồi. Second win. Wow. Guardian. Guardian Home. Rồi. Throwing Sickle. Tuyệt vời đây. Ra bom luôn. Tuyệt vời. Ui, em không thích. Mình thích cái Fogway hơn. Russian God. Ở ngoài cái này có cái nào không nhỉ? Ngoài cái Tempest Drake này nó có nào không? Lên nào. Bắt chờ. Coming. Nó đến với người đây. Rồi toàn đầu sâu, đầu lâu xương chéo mà toàn vũ khí xịn. Đầu gì đây? Bánh, đội bánh sinh nhật à? Không có máu. À vì đang regen. Con lợn này. Một cháu. Con chim đã chết. Đến con khác nào. Con tiếp theo khẩn trương lên. Con nào đây? Tê giác rồi. Rhino. Nhìn này chắc là đoán thế. Ơ chuẩn luôn. Nào thì chim. Bây giờ đến thịt tê giác. Này. Rồi. Này. Xin lỗi bạn Hiền nhá. Tê giác. Bây giờ tê dùng này. Đã xong tê giác. Con nào đây? Rồng à? Rồng hay phượng hay chim cu gáy gì đấy? Bùn! Con bò tót! Bùn! Bò tót! Bò tót! Bò tót này! Bò tót! Bò! Bò tót! Gục ngã! Con tiếp theo! Khẩn trương! Ai đây? Redhead đầu đỏ! Đầu đỏ này. Các bạn thấy cái sự lợi hại của Moon Saber chưa? Cứ bảo sao thằng này chết thẳng cẳng rồi. Cứ bảo là con vũ khí cùi, vũ khí cũ không nên upgrade lên. Khỏe mà. Rồi, chết mày đi. Rồi, bây giờ mình sẽ được hồi máu. Ai đây? Ai thằng cuối rồi. Kinh quá nhở, lưỡi hái à? Reaper. Reaper này. Thôi, tạm biệt. Perfect. Tuyệt vời. Nào, bây giờ đến con lợn bắt chờ. Mình phải xử lý thằng này trong bốn nốt nhạc. Không, nó sẽ sử dụng chiêu Sumo. Sumo Slam. À, đầy máu rồi. Sumo Slam này. Sumo này, bây giờ ai là Sumo đây? Sumo này, Sumo. Chết. Sumo, perfect luôn nhá. Bắt chờ không có tuổi. 4 triệu luôn, vậy là được double à? Rồi sang con này thì chắc chắn là easy luôn á, Challenger. À, Challenger mình đánh chưa đánh hết. Gì cơ?
Challenger mình chưa đánh hết, thế nên là mình lợi được phát. Em Lily, chắc chắn 100% con này tên là Lily. Úi dồi ôi, đồ đông đã thủ cấp đồ đạo. Quả không phun, mãi chưa. Cái vũ khí nhanh quá. Sư mày. Bơ cầm anh. Nó đang xảy ra mày. Cái gì đang xảy ra với tôi vậy? Thôi nhá, đừng nói gì cả. Đang còn tí máu, bắn cho một quả Rasengan dụng luôn. Thằng này là Lumberjack này. Lumberjack. Ôi chùi. Chùi, chùi gai đại vương. Chùi gai đại vương. Này thì chùi, chùi. Chùi gai, chùi gai. Chùi. Chùi. Tiếp tục nào. Thằng này là Old Man này. Không biết thằng này là gì, quên rồi. Con này cầm Gun Katana. Cầm... gì đây? Ôi xong. Ôi nhờ. Mày đang làm gì? Mày nghĩ mày đang làm gì đấy? Mày nghĩ mày đang làm gì đấy? Ông tưởng mày to á? Sao bạn chết vậy? Khó hiểu thật. Ngày quá có katana rồi. Zasuo. Ôi, chém hai cái gục rồi. Đúng 4 giây tự nhiên gục rồi. Rồi, lão cuối rồi. Hai diều của Lumberjack. Như vậy thì mình cũng không thích lắm. Đồ gì ấy quá. Nó không chém được mình cũng chém nó hơi mất thời gian tí. Này. Mày chơi tao à? Mày biết cái vũ khí tặng có bom không? Tạm biệt con ngu. Old Man. Tao chả cần động dìu nữa, tao cầm vũ khí tao ném mày chết cha mày rồi. Hơ, 12.500. Mắc cả trường. Thế thì mình phải đánh cái này rồi. Nào, thời cơ test vũ khí đến rồi. Ôi giời ơi. Test cái nào đây? Spiny Knuckle. 5 đấm sắt. Mình không thích cái poisoning cho lắm. Nên mình sẽ đổi sang bom. Blood này. Rồi. Cứ thế mà quất thôi. Cắt thoát. Con dao nhanh quá nhở. Đây là xịn đấy con. Nhanh quá nhở. Con dao nhanh quá nhở, nhưng mà tiếc quá. Cũng nhanh đấy. Cũng kinh đấy. Nhưng mà không kinh bằng mình. 1 giây. Quất thôi. Raven, Raven, Raven. Tạm biệt. Chúng ta cứ 4 giây rồi chúng ta tự gục ngã trước mặt mình nhỉ.
ra vậy mẹ à? Được, thằng này kháng cử tín chỉ, à thánh chỉ. Thánh chỉ tới, tạm biệt. Bầm. Thằng này thì 7 giây. Tiếp nào, à đi chán vậy. Chuyện gì đã gục cha rồi. Bập. Mày giờ đây con. Kinh quá nhở. Thôi nhá. Riêng mày ở trong này luôn thì làm chết. Mon goose ạ. Invisible này. Thanh cái tàng hình hả? Nhưng mà nó đấm tay. Héo rồi. Cái gì xảy ra vậy? Mình không biết mình ở đâu nữa. À! Có lợn. Khó xác định nhỉ. Nó đứng ngay này. Này, Invisible. Ngã rồi. Thôi nhá. Này, khó lòng anh thắng được rồi. 10-0. 11-0. 11-1. 1-1-1. Để hôm nay về 11 các bạn nhá. Rồi, thêm vũ khí khác nào. Khiếp. Ờ, chúng ta sẽ đến với Barber Glaive Dragon Teeth ở video sau đi. Cái răng rồng này nên là một video riêng. Rồi. Life Steel được. Thôi mình thôi. Đơn giản mà phết. Ok, mình vừa uống một chút nước. Tiếp tục nào. Ai? Sao đây? Mày chết chưa? Chết chưa? Thôi nhá. Sọc một phát vào đầu thì gục ngã rồi. Ôi giời. Pocket này. Thằng pickpocket này. Muốn lao à. Tiếp tục nào. Ván, hai ván nữa. Nốt ván này và một ván nữa thì chúng ta sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Thì chúng ta sắp phải chia tay trò này rồi nên mình sẽ không làm 30 phút cho mọi khi nữa. Ơi, không có bom. À, mình clip live still là không có bom. Rồi, lúc nào cũng không máu. Tuyệt vời. Ôi trời. Bập, bập. Chết rồi. Perfect. Nào, nốt trận nữa nào. Hellcat. Chết rồi. Tạm biệt. Giải quyết nhanh tiêu diệt gọn nào. Giải quyết nhanh tiêu diệt gọn. 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 Giải quyết nhanh tiêu diệt gọn.
Như kiểu ăn bánh sinh nhật, đội bánh sinh nhật trên đầu ấy. Ui trời ơi. Rosegan. Ok, hai phát đều perfect. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo về Shadowfire 2, chúng ta đến phần Warp rồi. Thì chúng ta có thể đánh được Windows thì các bạn đừng quên nhấn like. À quên, Titan. Like, comment và nhấn đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Con một quả trứng thì mới xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại. Chuyên cắt bim bim Tony. Ôi chết, mở cái gì đây? Ok. Hơi khó nhỉ. Ui. Khó quá, nó không cho chỗ mở à?